Xin chào quý khách hàng và các bạn đồng nghiệp nha. Thì hôm nay Nam lại tiếp tục làm một cái clip so sánh giữa xe D-Max phiên bản Triple Z và phiên bản AT phiên bản thường, thì xem hai cái xe này có điều gì khác không nha. Thì trước mắt các bác đây là phiên bản hai cầu sơ động. Phiên bản này được bán với cái giá niêm yết là 850 triệu, chưa giảm giá từ đại lý và nhà máy nha. Thì mặt ga lăng của phiên bản này và phiên bản số tự động một cầu này thì hai cái mặt ga lăng này nó cũng như nhau hết. Nó khác về cái đây. Phần này là phần xám mờ này. Mặt ga lăng này là xám mờ nha. Lưới tản nhiệt vẫn là to bản đối với vòng một cầu số tự động. Còn về cái phiên bản của mình này, màu xám đen. Nó màu nó đậm hơn. Mặt lưới tản nhiệt này cũng to bản. Nói chung là mặt về phần mặt ga lăng là hai xe như nhau. Hai xe như nhau nha. Về các hốc đèn sinh nhan hoặc là đèn sương mù là hai xe như nhau hết. Còn về cái chức năng của về cái đèn LED này á, cái đèn LED này thì ở cái phiên bản hai cầu số tự động máy 1.9 thì nó có tính năng là có đèn chào mừng. Là có nghĩa là sau khi mà các bác tắt máy thì nó vẫn sáng 30 giây thì sau đó thì đèn nó mới tắt hẳn. Còn ở cái phiên bản một cầu sơ động này thì không có cái tính năng đó nha. Và cái tính năng, thêm một cái tính năng nữa là ở cái phiên bản một cầu sơ động này là cái điều chỉnh đèn bi led ấy, đèn sáng bi led là nó mình sẽ điều chỉnh bằng tay. Với cái còn cái phiên bản hai cầu sơ động này thì nó tự động điều chỉnh luôn nhé, theo tải trọng. Về phiên bản hai cầu sơ động này, đằng trước thì cũng có nhiều cảm biến hơn này, có bốn cảm biến đằng trước và cả đằng trước và sau luôn. Còn ở phiên bản bên đây thì một cầu sơ động thì không có nha. Về phần ốp cua vè thì ở phiên bản này hai cầu sơ động này có ốp cua vè, còn phiên bản này thì không có nha. Phiên bản một cầu sơ động không có. Tiếp đến là về cái phần mâm xe này. Ở bên đây thì là 18 inch mâm quạt nhiều chấu. Đây. Mâm 18 inch, nhìn nó hầm hố và nó thêm cái màu xám đậm này á, nhìn nó tinh tế hơn này. Còn về phiên bản một cầu sơ động thì thiết kế bằng hợp kim nhiều chấu, và cái bán kính của cái mâm này thì cũng chỉ là 17 inch thôi. Về cái hệ thống thắng thì hai xe như nhau, đều là sử dụng trước là thắng đĩa, còn đằng sau là tăng trống. Thì ở hai cái phiên bản này ấy, cái thắng đĩa và đĩa này được làm to bản hơn để nó tăng cái độ mà phanh hơn. Về các tính năng như hỗ trợ lên dốc và xuống dốc thì hai cái xe này đều như nhau, đều có hết. Và hệ thống cân bằng trên chiếc xe bán tải này của hai phiên bản này đều có luôn nha các bác. Tiếp đến là cái phần gương chiếu hậu. Hai bên thì có tích hợp cái giải đèn LED ở trên gương chiếu hậu này, giống như nhau luôn. Nhưng mà ở cái phiên bản này, phiên bản một cầu số động này thì nó chỉ gập tay. Lòng gương thì có thể là chỉnh điện, lòng gương là chỉnh điện, nhưng mà cái gập gương này thì mình gập bằng tay nhé. Còn ở cái phiên bản hai cầu số động này thì gương của mình sẽ là chỉnh điện và gập điện luôn. Cái này gập điện luôn nha các bác. Ở phía dưới thì có logo của Triple Z đối với phiên bản hai cầu số động. Còn một cái ưu điểm vượt trội nữa của cái xe hai cầu số động này là cái kính này là kính chống tia UV nha. Nhiều bạn có bác comment kêu cái IR này là tia hồng ngoại, thì chính xác là tia hồng ngoại. Nhưng mà em thì cái kính này vừa là hồng ngoại và vừa chống tia UV luôn nha, cái ký hiệu chung luôn.
về phần gạt mưa này, gạt mưa này cũng là gạt mưa tự động nha các bác, ở phiên bản hai cầu số tự động. Còn về cái phiên bản mà một cầu số tự động đây thì kính thì kính thường thôi, lái thường đấy nha. Còn gạt mưa tự động cũng không có nha, để gạt mưa thường nha các bác. Về hình dáng thì nhìn hai bên là nó cũng tương đối nhau, cái form nó cũng như nhau cả, nó chỉ khác nhau thêm một số option thôi. Đây, bên đây không có chữ IR này, là kính thường nha các bác. Đó. Tiếp đến là cái phần bệ bước chân này, bệ bước chân thì hai bên đều có luôn nha, hai xe, hai phiên bản đều có luôn. Và phần tay nắm cửa ở đây thì nó được mạ chung với màu của mặt ga lăng, chung với màu của cương chiếu hậu, và có chìa khóa thông minh. Đây, đây phiên bản này thì cũng được cái mạ cái màu trắng này. Cái này chống chảy xước luôn nha các bác. Đằng sau phiên bản hai cầu số động này cũng đều cũng có ốp cua vẹt, nắp bình xăng. Ở phiên bản hai cầu thì có chữ 4x4 drip lock. Một cái khác biệt nữa ở phiên bản hai cầu số động nữa là cái cụm đèn pha phía sau này có cả tích hợp cả dải đèn led luôn nha. Còn ở cái phiên bản này thì không, chỉ là cụm đèn pha halogen bình thường thôi, không có bọc led, dải led sáng bên ngoài. Và ở cái phần xe hai cầu này thì nó có tích hợp cả tay nắm cửa to bản. Đằng sau thì cũng có cảm biến đầy đủ nhé. Kích thước lòng thùng thì hai xe như nhau nha các bác. Kích thước lòng thùng đều hai xe như nhau hết, và đều được lót sàn thùng hết. Đây, ở cái phiên bản một cầu số động này không có tích hợp camera lùi. Con này thì được trang bị thêm cái nắp thùng thấp. Đây là cái nắp thùng thấp tiêu chuẩn nha các bác. Còn các bác mà muốn nắp thùng cao thì có nắp thùng cao đầy đủ cho các bác coi. Các bác cứ việc inbox qua Zalo 0355282528 thì Nam sẽ gửi hình đầy đủ cho các bác nhé. Đây, để Nam mở cái nắp thùng này, coi cái khoảng không bên trong. Đây là cái xe khi mà được trang bị cái nắp thùng thấp. Khá là rộng rãi và tiện nghi nha các bác. Nhìn trông vậy thôi nhưng mà để đồ hơi bị nhiều nha. Tải trọng là 425 kg. Về phần động cơ thì hai xe thì động cơ như nhau nhé, đều mang 1.9, có turbo tăng áp. Này, công suất là 150 mã lực, máy dầu. Ở phiên bản hai cầu thì có thêm hai cầu, còn phiên bản một cầu thì chỉ có dẫn động một cầu sau thôi nha các bác. Nam thì không có tập trung chuyên về kỹ thuật nên nhiều khi mà sử dụng những cái từ ngữ mà không đúng thì mong các bác thông cảm bỏ qua. Đây, động cơ 1.9 lít. Thì về ở cái phần động cơ 1.9 ở cái phiên bản D-Max 2021 này ấy, thì những cái điều thay đổi đó là về phần động cơ này êm hơn và cách âm tốt hơn. Về phần trợ lực lái thì nhẹ hơn so với những cái phiên bản trước, kể cả mua X luôn, nó nhẹ hơn cả mua X luôn các bác, nên là mang cho các bác một cái trải nghiệm khá là tốt. Và ngoài ra thì cái độ trễ ga của cái phiên bản 2021 này thì cũng tốt hơn, các bác đạp mà có khả năng là nó vọt hơn so với cái phiên bản trước đây ha. Thì các bác nào mà có nhu cầu mà trải nghiệm xe thì cứ liên hệ với Nam qua số điện thoại 0355282528 để Nam hỗ trợ các bác nha. Thì tại vì là nói không thì các bác chưa có trải nghiệm được hết xe,
thì Nam mời các bác tới showroom để Nam có xe lái thử để cho các bác cảm nhận được cái dòng xe Isuzu phiên bản 2021 này nó thay đổi nhiều đến cỡ nào nha các bác. Về phần nội thất của hai xe này thì chắc có thể là Nam sẽ không có quay thêm nữa, tại vì là Nam đã có làm hai clip đánh giá riêng về hai con xe này rồi. Thì các bác nào mà rảnh thì các bác coi lại nha. Thì hiện tại là phiên bản hai cầu số động thì đang được bán giá niêm yết là 8,5 triệu. Bên Nam thì đang hỗ trợ giảm thêm cho các bác nữa, nên là các bác mà có nhu cầu mà nhận báo giá thì cứ liên hệ qua Zalo cho Nam, cũng là cái số điện thoại chính luôn, 0355282528. Còn ở phiên bản này thì giá niêm yết đang là 6,5 triệu ha. Giá cũng được giảm thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho Nam ha. Đây có những màu sắc đây, ở phiên bản số động có thêm màu đen này, số động một cầu có màu đen nhìn khá là ngầu nhé các bác. Màu đen này, màu bạc và màu xanh. Màu bạc này là màu bạc của hai cầu, màu xanh bên kia là màu bạc của phiên bản một cầu. Đó. Thì có thêm màu cam nữa, thì màu cam thì các bác cũng đã coi video rồi. Đó. Thì các bác nào có nhu cầu mua bán tải ở tất cả mọi miền thì liên hệ với Nam, 0355282528, để Nam hỗ trợ cho các bác từ giấy tờ, thủ tục, ngân hàng như thế nào. Đó, thì Nam sẽ hỗ trợ cho các bác. Thì Nam nói thêm là xe Isuzu bán tải này, bên Nam sẽ hỗ trợ cho các bác vay tới 75%. Các bác chỉ cần khoảng tầm 200 triệu là có thể lấy được xe rồi. Ngân hàng thì thủ tục đơn giản, nhanh gọn lẹ, không có rườm rà. Nên các bác cứ yên tâm về cái khoản đấy. Lãi suất thì nó cũng tương đối theo thị trường thôi, có thể là rẻ hơn tại vì ngân hàng bên Nam liên kết mà. Rồi, xin cảm ơn các bác đã coi cái video này nha. Để mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại 0355282528 để Nam hỗ trợ. Không thì các bác comment ý kiến thì Nam sẽ trả lời nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác. Cảm ơn các bác đã coi video.